Con này chú nghệ sĩ mù các bạn. Dạ. Chú có giới thiệu về mình từng tí được không ạ? Nói chung là bây giờ nghề nghiệp thì nó cũng không có, thì nói chung là hiện tại thì đi bán đồ để kiếm sống thôi chứ còn không. Khổ quá đúng không? Vâng. Nhưng mà chú này tàn nhưng không phế nhé các bạn. Cho anh một ly cà phê nữa em. Chờ xíu. Chú uống cái gì? Chú uống cà phê hả? Không uống cà phê đâu. Chú uống cái nước ngọt nhá. Em ơi cho nước cho, ngọt đi. Cho ly trà đá là được rồi. Trà đá hả? Vâng. À, chú thổi cho nghe một bài không? Đây các bạn nhé. Rồi chú thổi đi. Chú thổi bài nào hay nhất đấy chú nhá. Rồi. Dạ. Yeah. À, về đâu mái tóc người thương được không? Được. Rồi bây giờ thổi được chưa? Được rồi, thổi đi. Chú đang sinh sống ở đâu đấy? Ở trên phường Thành Lộc. À, chú ở phường Thành Lộc hả? Vâng. Dạ. Thế chú hay ngồi đâu? Thường thì tôi nói chung là tôi ngồi ở đường Bình Triệu á, đường là Tư Bình Triệu á. Dạ. Đó là đường dưới này. Dạ. Vâng. Vâng. Thôi cố gắng giữ gìn sức khỏe để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Có vợ con không? Dạ vợ tôi chết rồi. Vợ tôi chết rồi à? Dạ. À vợ cũng vợ gì? Có con không? Có con đang ngoài Bắc. À có con đang ngoài Bắc hả? Vâng. À, dạ. Thế bỏ đồ vào rồi để về. Là về thôi. Giờ đi về hả? Vâng. À, thôi. Bây giờ nó cũng chưa rồi. Dạ. Thế còn sớm thì nói chung là cũng còn sớm thì ngồi nói chuyện một tí nữa nhưng mà nó. Dạ. Thế thôi chú về đi nhá. Dạ. Dạ cảm ơn chú. Dạ. Cái chỗ đồ ở đâu? Dạ.